người càng bản lĩnh thì càng thích keo kiệt ở ba khía cạnh, con người ta khi bước vào tuổi trung niên, nếu muốn bứt phá bản thân, có lẽ cũng cần phải học cách keo kiệt. Trong một cuộc phỏng vấn, một doanh nhân trung niên nổi tiếng được hỏi rằng anh có thể chia sẻ bí quyết thành công của mình với bạn đọc được hay không. Vị doanh nhân nghĩ một lúc rồi cười nói, hai chữ thôi, keo kiệt. Đúng vậy, những người có bản lĩnh đều là những người keo kiệt. Họ trân trọng thời gian, trân trọng tiền bạc, trân trọng cả mạng sống, họ luôn cân nhắc và suy nghĩ thật kỹ mỗi khi làm gì đó. Keo kiệt như vậy có thể tối ưu hóa nguồn năng lượng và tài nguyên có hạn. Con người ta khi bước vào tuổi trung niên, nếu muốn bứt phá bản thân, có lẽ cũng cần phải học cách bùn xỉn. Một, keo kiệt về thời gian. Kago Battersunaji nói, thời gian trôi qua theo cùng một cách với tất cả mọi người, nhưng mỗi người chúng ta lại dùng thời gian theo một cách khác nhau và cách một người đối xử với thời gian quyết định anh ta có thể trở thành người như thế nào. Ji Lai Erlin, một bậc thầy quốc học của Trung Quốc, là người trân trọng thời gian đến mức khắc nghiệt. Ông sẽ sử dụng tất cả thời gian của mình để suy nghĩ, nghĩ trong các cuộc họp, nghĩ trên máy bay, trên tàu và ô tô, thậm chí khi xe đạp hay đặc biệt là khi đi bộ. Khi tham dự một số hội nghị không liên quan đến học thuật, ông sẽ chỉ nghe bằng một tai, bị tai còn lại trong đầu tập trung suy nghĩ và viết bài. Ngay cả khi bị ốm phải nhập viện truyền dịch, ông sẽ vẫn chỉ đưa tay trái ra cho y tá làm gì thì làm. Còn tay phải là để viết bài. Chính vì luôn chạy đua với thời gian và cố gắng trở nên hoàn thiện hơn, ông hiện là nhà ngôn ngữ học, nhà cổ sinh vật học, nhà sư học và nhà văn được cả chính phủ của Ấn Độ và Trung Quốc vinh danh. Ông trùng tài chính người Mỹ J. Morgan không bao giờ nói chuyện với bất kỳ ai quá 5 phút mỗi ngày, ngoại trừ với giới doanh nhân. Thông thường, ông Morgan luôn ở trong một văn phòng lớn, làm việc với nhiều nhân viên và ông sẽ luôn chỉ đạo cấp dưới làm theo kế hoạch của mình. Chỉ cần bước vào văn phòng lớn của ông ấy, bạn sẽ luôn thấy ông ấy ở đó và nếu không có gì quan trọng, Morgan sẽ không bao giờ chào đón bạn. Morgan không thích những người chỉ cố gắng tìm ai đó để trò chuyện và lãng phí thời gian của người khác. Ông nói, người bỏ bê thời gian cũng sẽ bị thời gian bỏ lại. Bạn dành thời gian ở đâu, bạn sẽ trở thành người như vậy. Bạn phung phí thời gian, thời gian keo kiệt với bạn. Bạn keo kiệt với thời gian, thời gian hào phóng với bạn. Trong tương lai, hãy dùng thời gian mà bạn từng dùng chỉ để than thở, để đọc sách, dùng thời gian theo đuổi những bộ phim truyền hình để tập thể dục thể thao duy trì sức khỏe, và thời gian suy nghĩ vẩn vơ để cải thiện năng lực bản thân. Đừng phụ sự quý báu của thời gian, không ngừng cải thiện, và bạn có thể đạt được cuộc sống mà mình mong muốn. 2. Keo kiệt trong chuyện kết bạn Nhà văn Giang Men từng nói, suy nghĩ đáng sợ nhất của một người là làm bạn với tất cả mọi người, điều này không thực tế và cũng không cần thiết. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng phạm vi đời sống xã hội của con người là rất nhỏ và giới hạn trên của vòng tròn xã hội ổn định của một người là 150 người. Trong số 150 người đó, người tới với bạn khi bạn giàu có, sung sướng có thể có rất nhiều. Nhưng khi bạn gặp khó khăn và cần giúp đỡ, có thể sẽ có rất ít người giúp bạn. Trên thực tế, hai bà bạn thân còn hơn cả ngàn bạn bè. Là một nhà văn vô cùng nổi tiếng lúc bấy giờ, Lỗ Tấn đáng lẽ phải có rất nhiều bạn bè, nhưng không phải vậy. Ông nổi tiếng là người kén chọn trong việc kết bạn, và ông chỉ kết bạn với những người cùng chí hướng với mình. Chính ông cũng đã từng nói, cuộc đời chỉ cần có một chi kỳ là đủ. Ngày thường, trừ những lần tụ tập với hai ba người bạn thân thiết nhất, thời gian còn lại Lỗ Tấn đều dành cho việc đọc sách và viết lách ở nhà. Chính vì biết cách nói không với những tương tác xã hội kém hiệu quả mà Lỗ Tấn có thể giải phóng thời gian và sức lực để dành cho gia đình và tạo ra vô số tác phẩm sáng tạo. Trong một chương trình trò chuyện, Gao Zai Cao San, cựu chủ tịch Ủy ban Chiến lược Giải trí Alibaba và Ali Music khi được hỏi về việc kết bạn. Anh nói, danh sách bạn bè của tôi rất gọn gàng, tôi không thích kiểu ai cũng đồng ý kết bạn. Anh ấy sẽ thường xuyên lọc danh sách bạn bè. Danh sách bạn bè chỉ khoảng 200, 300 người, số lượng người anh ấy theo dõi cũng chỉ có vài chục người. Anh ấy nói, mặc dù thêm một bữa tối có thể đồng nghĩa với việc thêm một cơ hội, nhưng tôi không cần những cơ hội này. Tôi bây giờ thích tận hưởng quá trình đơn giản hóa mọi thứ hơn. Những người keo kiệt trong việc kết bạn thường muốn dành sức lực có hạn của mình cho những việc quan trọng, họ sẵn sàng hào phóng dành tình cảm có hạn cho những người cần nó, thay vì dành thời gian duy trì các mối quan hệ giả tạo, họ sẵn sàng đầu tư có chọn lọc hơn. Thay vì đắm mình trong tương tác xã hội chất lượng thấp và làm hao mòn bản thân, có lẽ sẽ tốt hơn khi học cách dành thời gian để ở một mình và được là chính mình. Ý nghĩa thực sự của hạnh phúc là hãy từ bỏ những tương tác xã hội không hiệu quả và đồng hành cùng những người xứng đáng. 3. Keo kiệt về mặt cảm xúc Giáo sư David, một nhà tâm lý học, đã thực hiện một cuộc khảo sát trên gần 1.000 người và đưa ra kết luận. Nếu một người có tâm trạng xấu trong thời gian dài, điều này có thể khiến gia đình thất bại, công việc làm ăn thất bát hoặc khiến chuyện tốt cũng rối tung lên. Cảm xúc là con quỷ của trái tim và chúng sẽ nuốt chừng bạn khi chúng tự do. Ngược lại, nếu bạn luôn bình thản và nhẹ nhàng tiến về phía trước, nó sẽ đầu hàng bạn. Chúng ta đều biết rằng, người giỏi ở một mức độ nào đó thường tự cao tự đại và điều khó chịu nhất đối với họ là khi nhân phẩm của họ bị tổn thương. Nếu lòng tự trọng của họ bị tổn thương bởi lời nói của ai đó, họ sẽ không thể chấp nhận được điều đó. Sau bao nhiêu năm thành lập New Oriental, một công ty giáo dục tư nhân nổi tiếng tại Trung Quốc, CEO Yu Min Hong đã làm cách nào để quản lý một cách hài hòa rất nhiều tầng lớp tinh hoa với những tính cách khác nhau. Khi các thành viên của New Oriental xảy ra mâu thuẫn, trách nhiệm cuối cùng thường sẽ bị quy về vị CEO. Nhưng Yu Min Hong là người có tính cách ôn hòa, không cần biết trách nhiệm thuộc về mình hay không, anh sẽ không bao giờ cãi nhau tay đôi với người khác. Yêu minh Hong sở hữu một kỷ lục đáng kinh ngạc ở New Oriental, đó là anh chưa bao giờ xảy ra xung đột trực diện với bất kỳ ai. Anh từng nói, nếu tôi xuất hiện trước các thành viên trong công ty với một thái độ rất cứng rắn, New Oriental có lẽ sớm đã sụp đổ từ lâu. Chính phong thái và cái tâm bao dung ấy đã giúp một con người nhỏ bé dẫn dắt và điều hòa biết bao lối tính cách và tạo dựng nên một công ty sở tát áp giáo dục thành công nhất nhì tại Trung Quốc. Cũng tại Trung Quốc. Vào thời nhà Tống, có một người tên Lưu Quân Dinh, ông có bốn người con trai. Để đánh giá xem người con trai nào có đủ khả năng đảm nhận chức tể tướng, ông đã cố tình đập vỡ một viên ngọc bích quý giá trước mặt chúng. Ba trong số bốn người con ngạc nhiên hét lên và chạy đi tìm vợ, chỉ có người con trai thứ hai đứng đó như không có chuyện gì xảy ra. Lưu Quân Dinh hỏi con trai tại sao không cuống quyết lên khi ngọc bị vỡ, người con trai bình tĩnh nói. Cha, vỡ thì cũng vỡ rồi, lo lắng có ích lợi gì. Quả nhiên, sau này chức vụ tể tướng đã thuộc về người con thứ hai. Người keo kiệt về mặt cảm xúc, họ không phô trương ra mặt, biết tiết chế sự sự nóng giận và đó mới trí khôn đích thực. Những người như vậy thường giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh, không kiêu căng, không tự mãn và không nghỉ lại. Tĩnh là một loại trí tuệ, sự trầm tĩnh là một kiểu tầm nhìn và nó có thể giúp ta chống chọi với sóng gió. Có một câu nói khá hay như này, cái gọi là keo kiệt chẳng qua cũng chỉ là sau khi trải nghiệm nhiều rồi, tôi học được cách cân nhắc và lựa chọn cuộc sống là ngắn ngủi và năng lượng là có hạn bắt đầu từ hôm nay hãy thử trân trọng thời gian không bận rộn một cách mù quáng thay vào đó dốc hết sức để làm những việc thực sự đáng giá và hoàn thiện bản thân đơn giản hóa các tương tác xã hội không phải là không kết bạn mà là chỉ kết bạn với những người xứng đáng quản lý cảm xúc không phải là không có cảm xúc mà là nhìn cuộc sống với một tâm trí tỉnh táo và sáng suốt hãy nhớ rằng cuộc sống của bạn nằm trong tay của chính bạn